Vâng, chung kết trong trận đấu thứ 3 và đây là Kenny Seang trong tay của game thủ Hello Chip Boy. Vâng, Per Seang. Khó chịu thật đây. Cho xin một C được không? Vâng, Thầu cầm Phô, Bell cầm Rom. Trong khi đó U98 là người cầm Per. Chip Boy là người cầm Seang. Vâng, trước khi kèo đấu này diễn ra ông đặt mục tiêu thắng 3C nghỉ sớm, bây giờ cuối cùng thua và ốp 2C đang trên con đường người đi gỡ. Vâng, đây Seang đây rồi. Vâng, cậu về rồi đấy. Trong khi đó là thần đồng của chúng ta. Vâng, Persia. Tối nay có uống bia nữa không U98? À được, như vậy là U98 vẫn thích uống bia. Ngày hôm qua thì được vài cốc lăn ra mặt đó. Tôi uống bia có bao giờ say đâu. Khỏi về bàn. Sao lại thắng 2 đều nghỉ anh? Mình thắng 3-2 bật lại chứ. Bây giờ mình thua 2C đầu, cảm giác thắng 1C chán thật. Đánh cả buổi chiều thắng được mỗi C. Kinh nhạc to đấy nhờ. Đúng là iPhone 10 có khác nhạc to hơn hẳn những cái iPhone đời bé. Sao iPhone 10 của em nhạc nó cũng cứ bé anh nhỉ? À thế em ăn con tàu à? Ok. Vâng, trở lại với trận đấu này thì game thủ U98 đã có một bầy hiêu. Bầy hiêu đầu của mình rất gần nhà chính thôi, lùa về. Đi dò đến vòng nữa với cái thế nhà mà nền đất xanh xanh mượt mượt nửa sa mạc này thì sẽ có rất nhiều động vật. Và đặc biệt là sư tử cũng khá là đông, chứ không phải là chỉ có voi với hiêu đâu. Chim cũng nhiều nữa đấy. Em phải chú ý vào. Quân đội bạn không hề xấu đâu. Forum cũng lợi thế ép đời mà Rome cũng có một lợi thế một chút. Cả hai quân đều lợi gỗ. Thế là cũng không hề chủ quan được. Mặc dù bên mình Per Seang chung kết trong trận đấu thứ 3, cố gắng đánh chuẩn lên. Vâng, có những cái map mà 2 AC thua Greg Kata rồi đấy. U98 đã từng trải nghiệm cái cảm giác đó rồi. Có phải không em? Đâu, vua U98 với vua đánh thua. Không, he hải sẹo. Kèo he hải sẹo đánh với vua 98 hay chi thua Greg Kata, cho son Greg ấy. Cho son Greg. Không phải map tịt mà có bố đánh lỗi. Map thì khoai nhưng mà đánh chuẩn là thắng. Nhưng mà trận đấy đánh lỗi nên thua. À đây, voi. Thôi đóng S, đóng cái S mà ăn luôn, chắc côi. Không, bãi vàng không đóng được S. Ra đóng S ăn đôi voi là tươi rồi. Câu S về vàng. Kinh thế nhở. Bài đấu đồ ăn đã đủ để cho U98 thêm bầy hiêu nữa rồi, mắc binh nhá. Em câu được đôi voi này về thưởng nóng ngay 20.000. Anh nghĩ là cũng nên là đóng S. Vẫn cứ câu S. Mình làm việc dễ dàng thôi. Quân lợi thế hơn rồi, đánh bình tĩnh thôi, không gì phải khổ cả. Đóng cái BS ăn hiêu đi. Đừng ăn quả, nghe lời mỗ thì chỉ có bán nhà đi sống thôi. Bấy hiêu to tổ bố ra thì không ăn, ông đòi đi ăn quả, cạn lời. Bán bao nhiêu cái nhà rồi đấy. Vâng, 25 dân mà đã kích đời cho U98. Ăn thêm bầy hiêu 5 con ở đây và đôi voi dưới này. Lên đời xong còn nguyên lực bãi quả để ăn hoang. Tăng thêm 2 dân ăn gỗ đi. Đóng xong là thiếu gỗ đấy. Nhà ông nào ở đây đây. Vâng, như vậy là Chip Boy báo về U98 gần Roman. Cũng được. Lực siêu khỏe luôn. Tăng thêm dân ăn gỗ đi. BB đi U98. Rồi. Đội bạn 13% người gần phô đấy nhá. Roman thì cùi thôi nhưng phô là 13%, Chip Boy gần phô đấy. Chip Boy cầm xe chắc cũng sẽ cân được phô thôi. U98 200 gỗ rồi vẫn thiếu gỗ nặng. Tôi cạn lời cả gờ mỗ thôi. Tôi đau đầu lắm rồi đấy. Mỗ đừng có tấu hài nữa được không? Ngày hôm qua mỗ đã tấu hài ở trong buổi chiều rồi, bây giờ mỗ vẫn tiếp tục tấu hài khi làm nhiệm vụ chim lợn.
Còn bố mẹ sinh ra trong vai trò bạn sinh ra để tấu hài, nhưng bố mẹ lại bắt bạn đi làm game thủ đánh chế. Cảm giác nó rất là đau đầu, khiếp móng tay sắc thế. Công giáp đầy đủ luôn. Đội gỗ đóng cái đàn vàng dò đẩy đi. Khả năng ông Roman này chuẩn bị cứa cổ rồi đấy. Rồi có một cái BS ăn vàng ở đây. 26/28. Đợi gỗ đóng cái L2 nữa, chọc luôn mấy con dân đấy đi. Chưa đủ gỗ để có thể thiết kế chiếc BG. Đối phương dường như đang bo nhỏ bãi vàng. Đúng là như vậy. Chưa chọc được gì đâu đấy. Bãi quả đầu ông này xấu thế, bảo sao lên đời muộn. Thông tin báo về là Roman chọc cánh kia. Hay da. Nhức đầu đấy nhá. Ôi dồi ôi, khung nhà này cho mình cầm Roman nữa. Ôi, sang chọc bên kia đi. Đây là bảo ba, chơi luôn mấy con dân này đi. Chọc mấy con dân của ông Phô này là cũng ngon rồi. Ừ. Đó, cho trăm thịt. Rồi, cho trăm thịt luôn. Vâng, bị chơi vào bãi vàng. Bị tê bắn vào bãi ăn hoàng. Ây da. 5-6 dân rồi. Hôm nay còn 4 dân. U98 đang yếu nhá. Cái gì đấy, ông M4 lên đây ôm bom bãi vàng của game thủ U98 ạ. Đi tìm bãi vàng khác ăn đi. Rồi, đang chơi được dân M4 ở đây. Có bánh xe luôn này, khỏe lắm nhá. Rồi, trong đó đây mà máy của game thủ Hello Chip Boy. 4 con T, 5 4 con T công lên nhá. Vâng, chắc trêu chứ. Ông này đánh đời 2 rồi. Vâng, toàn T thật là nào vào đây. Này thì T với chúng tôi để đảo cũng rồi đấy em ơi. T bắn rát quá. Cảm giác nó vuốt thật đấy. Ông T với bệnh hoạn màu 4 có một con ngựa chém ở đây. Không đáng ngại. Sang cứu đi. Chết này. Cả cung R kẹp ngựa chém đấy. 2 bên bên kia đều yếu rồi, họ chỉ có công giáp tơn đầu thôi, cố gắng thủ đi. Rồi, màu 3 này không công được nữa. Rồi bạn lại quay lại đấy nhá, nó chưa bỏ đâu. Tham lai chỉ là 35/56 dành cho game thủ Hello Chip Boy mà thôi. Bắn phù của màu 4 ở nhà kìa. Sửa đi. Đông đấy nhá, chém đi em ơi. Rồi, lạc đà về đây rồi. Tỷ số rất là 3-2 trong trận đấu thứ 3 dành cho team VTV. Hơi đau tim một chút trong khoảng thời gian đầu khi đội bạn ôm giáp. Đây vừa bắn rồi. Rồi đánh khỏe ra em ạ. Cứ từ từ thôi. Tham lai 41/60. Máy của game thủ U98, tham lai 14. Chắn hết dân của đối phương đi. 37E. Đối phương quay đầu. Phù kìa. Phù vẫn còn lạc đà rồi đấy. Ông bộ 4 này chơi nhảy nhụa thế nhở. Và Phù mới có hiểu ở trong kia nhưng lại không ăn được. Bơm hết thực cho chiếc body. Không có ra được lạc đà nữa đâu, có ăn được vàng đâu. Rồi. Tạm lại. Cần đấy, chưa thắng đâu. Có cần vào 3 giờ không? Thôi đi vào 3 giờ đi, ôm cùng đi. Đây là chiếc bọn. Sao này? Đó, hơi loạn một tí thôi. Bắt đi. Ra lại ruộng đi. Đây rồi, bắn hết trong nhà rồi. Sau tuần này đẩy tất quân tất tay lên nhà bỏ ba đi. Xong thì khung mặt nhà lại. Để nó vào nó ngoáy. Rồi lại được ông màu 4 nữa nào thì vào đây. Rồi để tất tay cho bỏ ba đi chứ boy.
Máy máy của game thủ U98. Tham 11. 98 mất tham rồi đấy. Đồng đội phải đánh đi. Vâng, như vậy chip boy lại hô cứu. Ok. Phải cứu chip boy trong tên này rồi. Cô bạn lại chạy ra chứ không vào. Rồi đỡ được. Em đi quấy đi. Chip boy đỡ được. Màn máy của game thủ U98 đang móc trong nhà của người cầm Fodesian từ phía đối phương. Và phải e lại xin mất tí xíu. Không sao. Bắt được vài con cua. Đánh vào bãi gỗ các kiểu đi. Nó yếu rồi mà. Lùa cung R ở đây. Chém quần. Bài ông bài phô này mắc đấy nhá. 5A này đánh kinh lắm đấy. Chạy đi. Trong khi đó máy máy của game thủ Hello Chip Boy tham 5 xịt. Đó, Chip Boy đang đưa quân sang bên này. Chiếm được con dốc trước cửa nhà game thủ Tiểu Màn Thầu rồi. Bóng 4 vào nhưng không đáng ngại. Chip Boy đã khung nhà xong. Cẩn thận hở rừng. Rồi vào màu 3 bắn đi. Đừng để mất dốc, tách mấy con xuống thôi. Ở nhà nở thêm quân gia thủ. Đứng sát vào mép đấy. Ông màu 3 này lực khỏe đấy nhờ. Không, chắc là còn khoanh ruộng trong 3 giờ chứ nếu không thì. Vâng, bộ bạn không có dân mà cảm giác đánh khỏe thật đấy. Khỏe thật sự. Ê. Rồi vẫn 26 dân đấy từ ông màu 3 này. Bịp tôi à. Chim sẻ đi đóng phiên bản thứ 2 đây chăng. Vâng, cảm giác cầm sang của Chip Boy nhưng chưa làm hại được quá nhiều đối phương. Bắn những con chém ít máu vậy bắt hết đồ chơi ở màu 4 trong tên này. Ok kìa. Vâng, hack à. Vâng, tên đi quân hơi ảo đấy. Kinh rồi. Ơ sắp đấy. Vâng, màu 3 này bịt quá. Vâng, máy máy của game thủ U98 tham còn 5 thôi. Quản lại màu 4 một tên. Không thấy gì. Chắc chắn màu 4 đang ra ruộng ở nhà. Còn đúng 3 con lạc đà. Chip Boy ở chỗ con vực đấy. Bo lại đi. Đây là Chip Boy. Lại phải cơ cấu lại ruộng một tên. Em gom 2 tên quân và em ốp nó xem nào. Nó nhiều quân lắm đấy. Có 4 cũng đang có mặt ở đây. Rồi dí lên từ hai mặt. Lùi. Đợt này phải lùi. Rồi bạn còn dốc mắc bình quá. Cơ cấu ra dân ra quân đều vào. Vâng, đây là tơn đấu. Ui. Đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Vào đi, vào đi. Đang chưa đi được này. Có khoanh ruộng ở trên. Bảo sao, vào chém ruộng đi U98. Ở nhà kia, ở nhà kia, Chip Boy. Vào đi, vào đi. Dí tơn ở dưới lên. Ở nhà kia. Vâng, cảm giác đội bạn đánh thực sự khỏe trận này. Vâng, ở nhà thì Chip Boy đang bị loạn nhà một tên. Vâng, màu 4 vào đánh. Vâng, màu 3 vẫn đang ra được những nhà BA của mình. Tham 27 đến từ Chip Boy. Trận này mà để thua thì. Hết dần. Tham bên mình bị đè. Và đội bạn đã úp tên cuối.
Vâng, tham M4 to hơn cả tham chip boy rồi. Roman. Và thua 3-0 trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là buổi tối trực tiếp của team VTV Điện Biên. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả vị khán giả các bạn. Và thua 0-3 VC trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại trong buổi tối trực tiếp tiếp theo. 0-3 VC.